Hello, mèo bánh xèo xin chào cả nhà nhé. Đây là một con chim ưng siêu đẹp, vừa bị dính trượt bởi một cái bẫy dây, cực kỳ bá đạo của ông chú người Malaysia. Với rất nhiều năm kinh nghiệm trong nghề săn bắt các loại chim quý hiếm, ông chú này hôm nay sẽ hướng dẫn cho chúng ta thấy cách làm bẫy cực kỳ thông minh của ông chú, dùng để bắt các loài chim ưng. Anh em nào có đam mê với nghề săn bắt, đặc biệt là bẫy chim ưng, thì video này có thể sẽ mang lại cho anh em thêm một vài ý tưởng hay để bắt chim ưng đó. Giờ thì ghét vô bắt tay vô làm thôi 500 anh em. Đầu tiên là ông chú lựa chọn một địa điểm hợp lý, nơi thường có loài chim ưng sinh sống và săn mồi. Đồ nghề mà ông mang theo thì có hai con gà nhỏ đang bị nhốt trong cái lồng sắt, dùng chúng để làm mồi nhử bắt con chim ưng, cùng với một con dao mần cá, chắc là của bà vợ già ở nhà vừa bị ông trôm mang ra đây. Rồi ông đặt cái lồng gà xuống đất và ngồi xuống lấy cái ba lô ra. Tiếp theo thì ông lôi ra một cái bọc có chứa một khoanh dây gân, loại siêu nhỏ như dây gân câu cá mà các cần thủ hay dùng. Kích thước dây chỉ có 0,6mm anh em nhé. Sau đó thì ông chú cũng xả dây ra, tầm chừng khoảng 30cm. Rồi ông lấy dao cắt ngang để riêng nó sang một bên, cứ tiếp tục như vậy cho đến hết khoanh dây. Xong thì ông dùng dây thắt rút một đầu, rồi lại thắt thêm lần thứ hai nữa nhưng chừa lại một cái lỗ nhỏ. Kế tiếp là lấy đầu dây còn lại xỏ ngang cái lỗ vừa thắt lần hai, rồi ông lại kéo cho nó nhỏ lại. Nhưng anh em đừng siết rút thật chặt luôn nha. Giờ thì để nó sang một bên và làm hết cái đống dây vừa cắt. Nhìn ông chú hướng dẫn cũng rất là dễ dàng, chứ không như mấy thanh niên thường hay ra rẽ. Đúng vậy không hả các anh em? Sau khi cắt dây xong thì giờ ông chú cũng đã sẵn sàng sang bước thứ hai, lấy cái tay nhấc cái lồng ra để trước mặt, để cho mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy ông chú làm hơn. Rồi ông bắt đầu lấy từng sợi dây vừa thắt, dùng một đầu dây chưa thắt, để xỏ ngang cái lỗ vừa mới thắt xong. Kéo nhỏ nó lại thành vòng, nhưng vẫn còn chừa một lỗ lớn nhé. Giống như kiểu thắt dây rực thôi nha anh em. Sau đó thì ông tiếp tục cột nó vào cái lồng gà bằng sắt kia. Cứ như vậy mà thắt hết mấy sợi dây, rồi cột vào cái lồng sắt cho hết đống dây luôn nhé. Rồi ông chú dùng cây để minh họa giải thích cho mọi người dễ hiểu về cách hoạt động của cái bẫy này. Đó là khi con chim lao đầu xuống bắt, nó sẽ thường tung chân và móng vuốt ra. Còn cái vòng dây thắt chính là đợi chờ lúc đó, nó sẽ tự mắc vào rồi kéo sợi dây thắt lại. Vậy là cái kết của con chim sẽ bị tóm ngay, mà không thể nào thoát được vì đã bị cột lại cái chân. Theo lý thuyết thì ông chú nói là vậy, nhưng không biết thực tế kết quả ra sao. Nên giờ thì mời mọi người cùng xem ông chú đi đặt bẫy nhé. Mang theo cái lồng gà được gắn mấy sợi dây vừa thắt, ông chú tiến đến một bãi đất trống trong rừng, nơi có nhiều chim ưng sinh sống ở đây. Đặt cái lồng gà xuống đất, rồi ông chú lấy con dao ra và đi chặt mấy cái cây nhỏ gần đó. Mang lại chỗ cái lồng gà vừa đặt, rồi ông ghim xuống đất để giữ chặt lại cái lồng. Chắc là sợ con chim quá lớn nó bay lên lôi luôn mất cái lồng. U là trời, ông chú tính kỳ thiện, hay là ổng sợ mất hai con gà nhỏ kia thì về nhà no đòn với bà già vợ he he he, nên ghim lại cái lồng cho chắc ăn luôn hi hi. Sau vài phút thì ông chú cũng đã hoàn tất trong việc cố định để giữ cái lồng. Giờ thì ông sẽ làm gì nữa đây nhỉ? Chứ không lẽ đơn giản như đang giỡn vậy thôi sao? Chiêu tiếp theo là ông liền đứng dậy, đi xung quanh để chặt bớt mấy cái bụi cây tùm, cho nó sạch sẽ gọn ghẽ dễ nhìn, thông thoáng hơn để mấy con chim ưng có thể nhìn thấy mấy con gà mồi bén đang bị nhốt ở đây, mà biết đường bay đến để thịt. Giờ thì có lẽ mọi thứ đã xong, ông chú liền đi lắp camera lên cây, rồi vội vàng chạy đi để tìm chỗ núp, chờ đợi cho con chim ưng đến sơi. Được một lúc chắc cũng tầm vài tiếng, thì bỗng nhiên có một con chim ưng siêu lớn đáp xuống vồ mồi. Vì thấy mồi hai con gà quá ngon, nên nhanh chân thanh niên chim ưng liền xả vào chụp. Và cái kết là giờ bị dính chưởng luôn, chẳng thể nào bay lên nổi nữa. Dù đã cố gắng vùng vẫy tung cánh mà bay, nhưng thoát sao nổi với cái lồng đã bị ông chú đóng chặt xuống đất, nên rồi cũng phải bất lực mà nằm buông xuôi. Ông chú vừa xem qua camera thì nhanh nhanh ba chân bốn cẳng mà chạy ra bắt. Con chim vừa thấy ông lại hoảng hồn con chuồn tung cánh dãy giụa. Ông liền vội chụp cái cánh nó ngay, không cho nó có cơ hội nhảy nhót, sợ nó thoát thì mất hết công sức bỏ ra. Anh em chú ý là giơ nó ra xa nha, không khéo mà đưa lại gần coi chừng nó mổ vào mắt, hoặc cào cho bung nước sơn lên đấy he he he. Sau tất cả cái bẫy cũng đã hoàn tất cho việc đi săn, với kết quả là đã bắt được một con chim ưng siêu lớn. Vậy là cái bẫy này ngon lành rồi anh em nhé. Cuối cùng thì ông chú cũng tháo dây ra, và mang nó ra một bãi đất trống, rồi vung tay tung cánh cho nó bay lên, trả nó về với thiên nhiên hoang dã. Săn bắt cho vui chứ ông chú không ăn thịt nó nhé. Cả nhà thấy sao về cái bẫy này? Hãy để lại ý kiến cho mèo bánh xèo và mọi người cùng biết nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mèo nha. Video review giải trí con người và cuộc sống đến đây là hết. Mèo bánh xèo cảm ơn mọi người đã xem video của mèo nhiều nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau nhé.